11 tháng 3 năm 2021, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi cho vay trả góp với số lãi cao tại một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo ở phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo thông tin, công tác nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 năm 2021, tại quán cà phê CMT thuộc khu vực phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, lực lượng công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Mỹ Nam, sinh năm 1999, cư trú ở xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đang có hành vi cho một người dân vay trả góp với lãi suất cao 30%. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ hợp đồng cho vay và số tiền 5 triệu đồng, một xe ô tô bên trong có chứa nhiều giấy tờ hợp đồng cho vay cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng Nam tại phòng số 25 nhà trọ TT, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, lực lượng chức năng còn thu giữ 6.000 tờ rơi với nội dung cho vay trả góp và nhiều tài liệu liên quan đến hợp đồng cho vay. Qua làm việc ban đầu với cơ quan công an, bước đầu đối tượng Nguyễn Mỹ Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc cũng được cơ quan chức năng xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.